Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Thưa quý vị, tư vấn tâm lý học đường được xem như chiếc chìa khóa để mở cánh cửa bước vào thế giới nội tâm của thời học trò. Hoạt động này sẽ góp phần phát hiện và giải quyết những vấn đề liên quan tới bạo lực học đường hay giảm thiểu những mâu thuẫn căng thẳng trong mối quan hệ bạn bè và giúp cho các em học sinh thêm vui vẻ và tự tin đến trường hơn mỗi ngày. Tuy nhiên, làm như thế nào để giúp cho các em học sinh có thể biết tới và tìm đến các phòng tư vấn tâm lý học đường khi có những mâu thuẫn căng thẳng cho cuộc sống và học tập? Chắc chắn vẫn cần những sự nỗ lực rất lớn đến từ các trường học. Mỗi khi gặp những vướng mắc trong học tập hay mối quan hệ với bạn bè, em Nguyễn Diệu Uyên, học sinh trường Trung học cơ sở Kim Đồng, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam lại tìm đến với cô giáo Phạm Thị Liên, tổ trưởng tổ tư vấn học đường để được nghe những lời khuyên và hướng dẫn cụ thể. Với Uyên, phòng tư vấn học đường đã trở thành nơi quen thuộc, còn các cô như đã trở thành những người bạn gần gũi và thân thuộc. Cô đã động viên rất là nhiều và đưa cho em rất là nhiều biện pháp để giúp em trở thành một con người tốt hơn. Và điều đó đã khiến em rất là vui và cảm thấy tự tin. Còn với em Huỳnh Bảo Uyên, một cán bộ lớp, tổ tư vấn học đường đã giúp em giải quyết thành công mâu thuẫn giữa hai nhóm bạn trong lớp đang đứng trước nguy cơ xảy ra bạo lực học đường. Có nhiều lúc là bạn bè cũng có xích mích với nhau và mình rất là khó nói chuyện với nhau. Nên là tụi con sẽ nhờ thầy cô tư vấn thay vì là cãi vã. Và từ đó tụi con sẽ giảng hòa nhanh hơn và cái tình bạn cũng sẽ gắn kết hơn. Thành lập đầu năm học 2019-2020, Tổ tư vấn tâm lý học đường, trường Trung học cơ sở Kim Đồng có 6 thành viên kiêm nhiệm là cán bộ quản lý và giáo viên dạy các bộ môn giáo dục công dân, văn, lịch sử và phụ trách đội. Đây là nơi để học sinh được bày tỏ suy nghĩ của mình, trao đổi những tâm tư, nguyện vọng, giải tỏa những thắc mắc trong cuộc sống, học tập, quan hệ bạn bè, giúp học sinh tự nhận thức được bản thân và có khả năng ứng phó với những khó khăn, thử thách. Hoạt động tư vấn của trường được thực hiện bằng các hình thức tư vấn trực tiếp, tư vấn thông qua hòm thư hoặc email, tư vấn nhóm học sinh và sinh hoạt câu lạc bộ theo các chuyên đề. Các em ha xích mích bạn bè, ha mâu thuẫn bạn bè lắm. Bên trong nhà trường, trong lớp học cũng vậy. Thì tôi sẽ trực tiếp gặp, hướng dẫn các em về bảo vệ bản thân như thế nào, rồi phòng chống bạo lực trẻ em, phòng chống cái kỹ năng về xâm hại tình dục trẻ em. Đây là một buổi sinh hoạt chuyên đề của câu lạc bộ Búp Sen Hồng do Tổ tư vấn tâm lý học đường, trường Trung học cơ sở Kim Đồng tổ chức. Gồm hơn 50 thành viên là học sinh nòng cốt của các lớp tham gia. Các em được cung cấp thông tin, trao đổi, tìm hiểu đầy đủ về quyền trẻ em, đồng thời thảo luận về các hành vi vi phạm quyền trẻ em và đưa ra các giải pháp bảo vệ trẻ em. Nhóm nòng cốt sẽ là các hạt nhân tuyên truyền quyền trẻ em và đẩy mạnh các hoạt động tư vấn tâm lý học đường. Văn phòng tư vấn ở trường chúng cháu thì rất là dễ tiếp cận. Các thầy cô đều rất hòa đồng và luôn muốn có những cái điều tốt đẹp cho học sinh. Các thầy cô luôn tư vấn cho bọn cháu về kể cả tấm lòng của các thầy cô nữa. Mặc dù hoạt động tư vấn học đường đã được ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Kim Đồng rất quan tâm, các giáo viên cũng thường xuyên phổ biến đến các lớp, nhưng công tác tư vấn tâm lý học đường vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Một số em học sinh chưa biết và chưa tự nguyện tìm đến với tổ tư vấn tâm lý học đường. Cháu đã bao giờ nghe nói đến phòng tư vấn học đường chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Ở lớp có bao giờ có bạn bè nào vướng mắc hoặc là mâu thuẫn gì mà thì cần giải quyết không? Dạ có. Có. Thế trong trường hợp đấy thì cháu có thể tìm gặp ai? Cháu tìm cô giáo chủ nhiệm. Theo cháu thì có cần tư vấn học đường không? Theo cháu là cần tư vấn học đường. Đánh giá được vai trò của tư vấn tâm lý học đường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư 31/2017/TT-BGD-DT hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông. Đến nay, một số trường đã thành lập phòng tư vấn tâm lý học đường, còn lại phần lớn các trường thành lập tổ tư vấn tâm lý hoặc cử giáo viên kiêm nhiệm công tác này. Khó khăn thứ nhất đó là người mà tham gia công tác tư vấn hiện nay nó cũng còn mỏng. Do cái việc phân công hiện nay nó cũng rất là khó. Có khó khăn mà chúng tôi muốn đặt ra đó là sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng từ các tổ chuyên môn, từ giáo viên chủ nhiệm, các ban ngành đoàn thể, ban hiệu trường cho đến xã hội phối hợp thì công tác tư vấn này nó sẽ được hoàn thiện hơn. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước thiếu khoảng 70.000 nhân viên tư vấn tâm lý tại các trường.
Tại nhiều trường, hoạt động tư vấn tâm lý học đường còn mang tính hình thức, chưa tạo được niềm tin cho học sinh. Nhiều em học sinh ngại chia sẻ khi giáo viên là người tư vấn hoặc có suy nghĩ đến phòng tư vấn là có vấn đề, sợ bạn bè để ý, giễu cợt. Có trường hợp số điện thoại và email của tổ tư vấn không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay thư yêu cầu nào của học trò. Làm sao cho hoạt động tư vấn tâm lý học đường có hiệu quả, đáp ứng được kỳ vọng của xã hội? Đây là câu hỏi đang đặt ra với các nhà quản lý giáo dục và những người làm công tác tư vấn tâm lý học đường.